đặc nhiệm Ukraine tập kích, bắn cháy mắt thần của Nga. Lực lượng đặc nhiệm Ukraine tuyên bố phá hủy một hệ thống radar trinh sát của Nga trong một trận tập kích. Hãng tin Ukrainska Pravda ngày 24 tháng 3 dẫn thông báo của người phát ngôn lực lượng đặc nhiệm Ukraine SOF cho biết, lực lượng SOF phối hợp với đơn vị của lực lượng phòng vệ Ukraine đã phá hủy một hệ thống trinh sát radar Zhukov của Nga. Theo thông báo, trong khi tiến hành trinh sát trên không ở mặt trận Donetsk, đơn vị của SOF đã phát hiện và bám đuôi hệ thống radar Zhukov của Nga, mặc dù hệ thống này liên tục thay đổi vị trí. Sau khi xác định được vị trí của hệ thống radar Nga, một trong các đơn vị của lực lượng phòng vệ Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công, phá hủy khí tài của Nga. Chúng tôi đã phá hủy một mục tiêu đắt đỏ, từng gây rắc rối đáng kể cho quân đội của chúng tôi ở giới tuyến. Hệ thống này đã phát hiện các hệ thống rocket phóng loạt, súng cối và bệ phóng rocket của Ukraine. Sử dụng hệ thống này, đối phương có thể tính toán vị trí của các hệ thống rocket Ukraine và tấn công chúng, cung cấp cho các đơn vị của họ các tọa độ, người phát ngôn SOF cho biết thêm. Đây không phải là trường hợp đầu tiên bệ phóng radar Zhukov của Nga bị phá hủy. Vào tháng 1 năm nay, các binh sĩ Ukraine đã sử dụng bệ phóng phá phản lực phóng loạt HIMARS phá hủy radar Zhukov của Nga. Vào ngày 19 tháng 2, thêm một radar Zhukov 1M của Nga bị phá hủy đã được phát hiện ở tỉnh Kherson. Ukraine nói Nga tập kích Bakhmut 200 lần trong một ngày. Các quan chức Ukraine nói lực lượng Nga tiếp tục nã pháo và oanh tạc khắp trên tuyến tỉnh Donetsk, trong đó Bakhmut bị tập kích 200 lần trong một ngày. Sergei Cherevati, phát ngôn viên lực lượng miền đông của Ukraine, ngày 23 tháng 3 cho biết, thành phố Bakhmut thuộc tỉnh Donetsk vẫn là trọng điểm tiến công của lực lượng Nga. Ông Cherevati nói, rất khó để đánh giá cường độ các đợt tiến công của Nga quanh Bakhmut có giảm đi hay không, do ảnh hưởng của những yếu tố như thời tiết hay hoạt động chuyển quân của đối phương. Tuy nhiên, lực lượng Nga vẫn giữ nguyên chiến thuật sử dụng các đơn vị quy mô nhỏ nhằm cố gắng làm suy yếu phòng tuyến của Ukraine. Ông Cherevati cho biết, nhiều đơn vị của tập đoàn an ninh tư nhân Wagner đang ở gần Bakhmut, quân chính quy Nga sẵn sàng tiếp viện khi cần thiết. Lực lượng Wagner ít hoạt động hơn ở phía bắc Bakhmut, trong đó có quanh thành phố Liman và Kupiansk. Tại khu vực xung quanh hai đô thị này, quân chính quy Nga cùng dân quân tỉnh Lugan mở hơn 400 đợt tiến công trong ngày qua. Nhiệm vụ chính của chúng tôi là cầm cự, tiêu diệt lực lượng đối phương trong lúc các đơn vị mới huấn luyện ở trong nước và nước ngoài, cũng như được trang bị khí tài mới đang phối hợp với nhau, ông Cherevati nói. Phát ngôn viên quân đội Ukraine Oleksiy Dmytsyevsky cho biết, lực lượng Nga không kích và pháo kích dữ dội vào phòng tuyến của họ ở thành phố Avdiivka, tỉnh Donetsk. Đây là thành phố giáp với thủ phủ Donetsk của tỉnh cùng tên. Ông Dmytsyevsky nói, quân đội Nga đang cố gắng vòng qua thành phố Avdiivka. Các đợt tiến công liên tục luôn đi kèm với pháo kích. Lực lượng Nga ngày 23 tháng 3 mở 26 đợt tiến công nhằm vào Avdiivka. Ukraine không công bố thiệt hại của họ, song tuyên bố lực lượng Nga chịu tổn thất đáng kể. Lực lượng Nga gần đây mở nhiều đợt tiến công sạc theo trên tuyến ở vùng Donbass. Bộ Quốc phòng Anh ngày 23 tháng 3 nhận định, Nga có thể đang cố gắng mở rộng vành đai an ninh ở phía tây phòng tuyến tại tỉnh Lugan, trước khả năng Ukraine mở đợt phản công mới. Giới chuyên gia phương Tây cho rằng, Ukraine có thể mở cuộc phản công trong tương lai gần, song đang đối mặt với nhiệm vụ khó khăn là cầm cự trước những đợt tiến công liên tục của lực lượng Nga, với ưu thế vượt trội về khí tài và quân số. Họ cũng nhận định Ukraine phải cầm cự đủ lâu và ngăn Nga kiểm soát thêm lãnh thổ trước khi nhận được loạt khí tài tiên tiến mới của phương Tây, trong đó có xe tăng chủ lực, xe chiến đấu bộ binh và các loại pháo. Thành viên NATO thừa nhận không còn vũ khí cung cấp cho Ukraine. Tổng thống Czech Petr Pavel cho biết, Praha đã gửi cho Kiev mọi thứ có thể từ kho dự trữ của mình. Tổng thống Czech Petr Pavel cho biết, Cộng hòa Séc đã làm mọi thứ có thể để giúp đỡ Ukraine trong cuộc xung đột đang diễn ra với Nga. Tuy nhiên, ông thừa nhận, khả năng sản xuất thêm đạn dược của nước này bị hạn chế do thiếu lực lượng lao động. Chúng tôi không chỉ viện trợ những gì có thể từ nguồn dự trữ của đất nước, mà còn mua linh kiện ở nước ngoài để gửi cho Ukraine. Cộng hòa Séc vẫn có khả năng sản xuất một số hệ thống phòng không và đạn dược mà Ukraine cần, song bị hạn chế do thiếu lực lượng lao động, ông Petr Pavel nói hôm 22 tháng 3. Theo Tổng thống Petr Pavel, Cộng hòa Séc là một trong những nước có tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất châu Âu. Ông nói có rất ít người lao động đến đây, song nhấn mạnh vẫn còn cơ hội thông qua việc đưa người lao động từ Ukraine đến đất nước này. Lãnh đạo Cộng hòa Séc nhận định năm nay sẽ là năm quyết định đối với kết quả của cuộc xung đột ở Ukraine. Theo Petr Pavel, cảnh báo sự ủng hộ của phương Tây dành cho Kiev sẽ giảm dần theo thời gian do xung đột kéo dài khiến nhiều quốc gia mệt mỏi, đồng thời cho rằng Ukraine phải tính đến vấn đề này khi kế hoạch cho các bước tiếp theo trên chiến trường. Một mình châu Âu gần như không thể duy trì mức hỗ trợ hiện tại cho Ukraine. Nếu sự hỗ trợ của Mỹ suy yếu, thì sự hỗ trợ của một số quốc gia châu Âu cũng vậy, Tổng thống Petr Pavel cho hay.
Bộ Quốc phòng Séc cho hay, nước này đã cung cấp cho Kiev lô vũ khí trị giá 2,5 tỷ đô la Mỹ trong cuộc xung đột với Nga. Praha không tiết lộ các loại vũ khí được cung cấp do lo ngại vấn đề an ninh và chiến thuật. Nga nhiều lần cáo buộc Mỹ và đồng minh tìm cách cố tình kéo dài cuộc xung đột, cảnh báo phương Tây không cung cấp vũ khí cho Ukraine, đồng thời nhấn mạnh điều này sẽ chỉ làm leo thang xung đột và gây thương vong không đáng có mà không thay đổi được cục diện chiến sự. Giao tranh khốc liệt khắp Bakhmut, binh sĩ Ukraine quyết không đầu hàng. Ukraine cho biết khả năng tấn công của các lực lượng Nga ở thành phố Bakhmut đang giảm dần, nhưng đây vẫn là một trong những mặt trận giao tranh khốc liệt nhất. Nga vẫn tiếp tục cuộc tấn công vũ trang chống lại Ukraine, tập trung nỗ lực chính vào việc kiểm soát hoàn toàn các khu vực Donetsk và Lugansk trong biên giới hành chính. Giao tranh khốc liệt nhất vẫn đang diễn ra ở phía nam và phía bắc Bakhmut. Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết trong một bản cập nhật tối ngày 22 tháng 3. Ở hướng Bakhmut, đối phương tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công, nhưng năng lực tấn công của họ đang giảm dần, quân đội Ukraine nhận định. Theo quân đội Ukraine, các lực lượng Nga đang tiếp tục huy động một số lượng lớn binh sĩ để tìm cách kiểm soát Bakhmut. Đối phương tiếp tục tìm cách kiểm soát thành phố, bất chấp tổn thất một lượng đáng kể nhân lực, vũ khí và thiết bị quân sự. Lực lượng phòng vệ của chúng tôi đã đẩy lùi nhiều cuộc tấn công suốt ngày đêm của đối phương ở các khu vực Bakhmut, Bodanivka, Pretekin, quân đội Ukraine cho biết thêm. Ukraine xác nhận các lực lượng Nga đang ở thế phòng thủ ở một số khu vực ở phía nam Ukraine. Đối phương đang tiến hành các hoạt động phòng thủ ở hướng Zaporizhia và Kherson. Các khu vực gần giới tuyến đã bị phóng hỏa lực, quân đội Ukraine thông báo. Cựu Bộ trưởng Cơ sở Hạ tầng Ukraine Volodymyr Omelyan cho biết, cuộc chiến giành Bakhmut vẫn diễn ra căng thẳng. Tuy nhiên, lực lượng Ukraine sẽ chiến đấu đến cùng tại thành phố này. Trước hết, đó là thành phố của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không đầu hàng, Omelyan tuyên bố. Tiểu đoàn của Omelyan, một đơn vị thuộc lực lượng bộ binh Ukraine, đã đóng quân ở Bakhmut và tham gia vào cuộc chiến giành lại thành phố đổ nát này từ đầu tháng 3. Omelyan từng có kinh nghiệm quân sự trước khi gia nhập lực lượng vũ trang Ukraine vào ngày 24 tháng 2 năm 2022, thời điểm quân đội Nga tiến vào Ukraine. Omelyan nói rằng, một trong những điều khó khăn nhất trong trận chiến tại Bakhmut là dân thường vẫn ở lại thành phố này, bất chấp các cuộc giao tranh khốc liệt. Điều đó thực sự đáng lo ngại và tôi cảm thấy rất buồn về điều đó. Nhưng chúng tôi hiểu rằng, không có cơ hội nào cho chúng tôi lùi bước và chúng tôi phải chiến đấu, Omelyan nói. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22 tháng 3 đã bất ngờ đến thăm các vị trí chiến tuyến nằm gần Bakhmut. Chính quyền của ông Zelensky tuyên bố, quân đội Ukraine sẽ bảo vệ Bakhmut lâu nhất có thể để tiêu hao lực lượng của Nga và giúp Kiev có thêm thời gian tập hợp nguồn lực cho chiến dịch phản công, dự kiến vào cuối mùa xuân hoặc mùa hè tới. Bakhmut đang trụ vững, lực lượng phòng vệ Ukraine đang giữ thành phố này, Andrei Chermak, chính văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết. Đầu tuần này, Yevgeny Prigozhin, người đứng đầu tập đoàn quân sự tư nhân Nga Wagner cho biết, lực lượng này và quân đội Nga đã kiểm soát khoảng 70% Bakhmut. Trong khi đó, Yevgeny, cố vấn của lãnh đạo chính quyền ly khai Donetsk thân Nga, hôm 22 tháng 3 tuyên bố, quân đội Nga đã bao vây hoàn toàn Bakhmut và mọi con đường dẫn vào Bakhmut đều nằm trong tầm hỏa lực của Moscow. Bakhmut hiện là mặt trận giao tranh khốc liệt nhất hiện nay ở Ukraine. Nga dồn lực lượng nhằm giành quyền kiểm soát thành phố này suốt 8 tháng qua, nhưng chưa thể đạt được mục tiêu. Lực lượng Wagner nhận định Ukraine dường như có kế hoạch phản công vào cuối tháng 3, đầu tháng 4 nhằm chia cắt Wagner với quân đội Nga.